Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Dân trên YouTube. Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 186 Đại Kiếp Chủ, tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, nhóm dịch Tiêu Dao. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881 Trường Sinh Tiên Điện. Giữa không trung tràn ngập hắc ama tức và thần thông bảo quang, bỗng nhiên có một luồng quý quang xông thẳng lên trời, giống như là xỏ xuyên qua thiên địa, ngay cả đám người phương nguyên đang ác chiến cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhất thời trở nên choáng váng nơi quý quan xuất hiện chính là chỗ của lôi lão gia tử lôi lão gia tử xé áo ngoài một tay cầm đao trên thanh đao có vô số hoa văn giống như mạch máu xuyên xỏ khắp người của hắn mắt thường có thể thấy được những mạch máu đỏ sẫm này đang rút máu tươi trên người của hắn truyền vào trong đao dường như có thể nghe được âm thanh thanh đao tham lam hút máu từ trên người của hắn theo máu chảy ra khí cơ của lôi lão gia tử nhanh chóng tiêu tán nhưng mà khí cơ trên thanh đao lại càng phát ra mạnh mẽ quyết quang phóng thẳng lên trời nhìn thấy biến hóa trên người của lôi lão gia tử chí tôn ngữ thần đế ngồi trên bệ đá nhiều lần bị lôi lão gia tử gọi là thằng lùng sắc mặt vẫn lạnh lùng không có hành động gì nhưng phía sau hắn ma vật nồng đậm như thực chất hắc ám ma tức giống như là áo choàng của hắn đột nhiên tăng lên gấp 10 lần chạy về phía trước. Tất cả ma vật kia dường như là có liên hệ với hắn, mỗi một con đều nghe theo sự sai khiến của hắn. Mà quan trọng hơn chính là dường như hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc nào đó có thể khiến cho ma vật bên cạnh hắn sống lại vô số lần. Cho dù muốn giết cũng không thể giết được. Có thể tưởng tượng nếu đại kiếp nạn thật sự buông xuống, chí tôn ngự thần đế này sẽ mạnh thế nào dưới hoàn cảnh đại kiếp nạn chứ? đón nhận ma vật hắc ám vô tận kia, lôi lão gia tử lại khinh miệt xì một tiếng. Dường như là hắn rất thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo, hung hăng, ngẩng đầu hét một tiếng. Sảng khoái! Vừa nói xong, hắn cũng chém xuống một đào. Ảnh đào màu xám trắng, gào thét trong không gian, tràn ngập phạm vi hơn 10 dặm. Hắc ám mà tức chung quanh, đều bị ánh đao này đẩy lùi, xuất hiện vô số vết rách bên trong ảnh đào tất cả ma vật hắc ám đều bị đóng băng tại chỗ nhanh chóng quá thành tro tàn giống như tất cả sức mạnh linh tính ở trên người chúng đều bị hấp thu hết còn đáng sợ hơn so với gõ xương ăn tủy bởi vì đây là trực tiếp cắn nuốt sắc mặt của chí tôn ngự thần đế ngồi trên bãi đá khẽ biến đổi ngẩng đầu nhìn lên mà đau trong tay của lôi lão gia tử càng thêm hung dữ quan sát phát ra càng lúc càng mạnh Khí cơ trên thanh đao có chút tương tự với chí tôn ngự thần đế nhưng mà lại không giống hoàn toàn. Linh tính bên trong đao dường như còn thuần túy hơn chí tôn ngự thần đế bởi vì chí tôn ngự thần đế chính là di hài chuyển sang kiếp khác nhưng mà linh tính trên đao lại được sinh ra trong tự nhiên. Tên lùng nhà ngươi! Lôi lão gia tử nhìn về phía trước lạnh lùng hét lớn. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên chí tôn ngự thần đế đứng lên thân hình khoáng trở nên vô cùng cao lớn hắc ám mà tức cuồn cuộn tiến vào trong thân thể khiến cho hắn càng thêm cao lớn hơn nhìn giống như là ngồi xếp bằng trên bãi đá nhưng thực tế chỉ là cái đầu của hắn thôi bãi đá chỉ là cổ hắn phía dưới cổ mới là thân thể của hắn lôi lão gia tử nghẹn họng trần trối dùng sức ngửa đầu nhìn về phía chí tôn ngự thần đế một lúc lâu sau hắn mới nhướng mày lớn tiếng hét lên quỳ xuống nói chuyện cho ta vừa hô xong lại chém ra một đào ánh đào yêu dị như một dòng mặt trời quyết sắc lớn dâng lên. Chí tôn ngự thần đế há mồm ra, tiếng gào thét quỷ dị chấn động bốn phía, thân hình to lớn đột nhiên rạn nứt. Từ ở bên trong có vô số con dơi màu đen bay ra, mỗi con to bằng bắp chân, có cặp sừng lộ ra răng nanh. Số lượng vô số bao phủ lôi lão gia tử, nhưng mà ngay lúc bọn chúng tràn ngập hết hư không, dòng mặt trời quyết sắc to lớn kia cũng đã bay lên dòng mặt trời tràn ra quý quang vô tận khắp bốn phương tám hướng. Mà vật như mưa rơi xuống đất quá thành tro tàn, cũng có một ít quá thành tro bụi ngay giữa không trung. Mà dòng mặt trời quyết sắc to lớn kia trực tiếp đẩy về phía trước, dừng lại trước người của chí tôn ngự thần đế. Dù số cấm chế quỷ dị bên trong hắc ám ma tức bị quỷ ngay lập tức, giống như là băng tuyết gặp nước sôi. Cho dù là hắc ám ma tức cũng bị thanh yêu đao kia hấp dẫn cuốn vào bên trong cơn lốc xoáy khiến cho mặt trời quyết sắc to lớn càng lúc càng lớn hơn dòng mặt trời quyết sắc đánh trên đùi của chí tôn ngự thần đế trực tiếp sẽ nát chân khổng lồ chí tôn ngự thần đế kinh ngạc thân hình lắc lư đùi phải uốn cong quỳ xuống đất lôi lão gia tử nhìn hắn quỳ xuống tạo ra cả một cuồng phong lớn liền cười lên nhưng mà vừa ngẩng đầu lại phát hiện dốc dáng của chí tôn ngự thần đế lúc quỳ vẫn cao hơn hắn vẻ mặt trở nên lạnh lùng chém đao tới nằm xuống cho ta quyết định thắng bại của một trận chiến này chính là bàn cờ ngắn bởi vậy có thể xoay chuyển cũng phụ thuộc vào bàn cờ ngắn tuy là mấy người phương nguyên thiên khôi thánh nhân tiên hoàng cửu trọng thiên thành chủ bác quan thành bạch bào chiến tiên cùng với kiếm thủ tẩy kiếm trị đều là thần đế trong khoảng thời gian ngắn vẫn không nói rõ thắng bại nhưng mà không ngờ lúc này lôi lão gia tử bỗng nhiên trở nên vô cùng hung mãnh chém chí tôn ngự thần đế bị thương mà lão tổ tông dông tình đảo bên kia cũng thi triển bí pháp gậy đầu rồng xoay lại mạnh mẽ đâm về phía trước người thủ sơn đốc hoàng sơn biết chuyện cấp bách liền dỗ vàng phi thân lên giống như là không muốn sống cuốn lấy chí tôn ly thần đế mặc kệ cho ngọn lửa màu đen kinh khủng ở trên người chí tôn ly thần đế đốt cháy thân thể và thần hồn của hắn vẫn không hề buông tay. Gãy đầu rồng của lão tổ dòng tình đảo trực tiếp cắm trên ngực của chí tôn ly thần đế dùng sức khuấy tròn. Còn ba người, kinh thiên thánh nhân, cổ phương thánh nhân và lộc xuyên thánh nhân liên thủ lại nắm lấy cơ hội thừa dịp chí tôn hư thần đế bị dây bên trong đại trận. Ba người liên tiếp ra tay dùng thần lô của cổ phương thánh nhân chế trụ chí tôn hư thần đế. Lại dùng thần bút của lọc xuyên thánh nhân vẽ ra một phù triện thật lớn giống như một con rồng quấn chặt trên người của hư thần đế. Dưới thế công liên tiếp không ngừng này, xung quanh thân thể của chí tôn hư thần đế nổi lên mây đen vô tận. Bên trong có rất nhiều máu thịt và tàn cốt. Chí tôn hư thần đế kêu rên, khí cơ trên người nhanh chóng tiêu tán. Thấy xung quanh xuất hiện dị biến, lại có ba thần đế bị thương, tình thế cũng trở nên rối loạn. Nhân gian có hy vọng rồi. Thiên khôi thánh nhân thu hết biến hóa xung quanh vào trong mắt, trong lòng dù sướng, cao giọng quát chói tai, pháp lực càng thêm mạnh liệt. Mà trong lòng của đám người phương nguyên và tiên hoàng cửu trọng thiên cũng chấn động. Hiện giờ áp lực chiến cuộc xuất hiện, chút ánh sáng, khiến cho bọn họ trong lòng vô cùng hưng phấn, lúc ra tay cũng cuồng bạo hơn, muốn nhanh chóng chấm dứt trận chiến này. Các vị đạo hữu đừng sợ, chúng ta tới đây. Trong cuộc khổ chiến, đột nhiên phía nam vang lên tiếng thét gào, có tiếng ảnh bay nhanh tới, trong đám mây có rất nhiều thân ảnh lão tu, trong đó có mấy người khí cơ cường đại dị thường, đều là cao thủ quá thần đứng đầu. Tuy khoảng cách còn xa, nhưng người đứng đầu đã khởi động thần thông, mây lửa đầy trời lập tức đốt về phía trước, lớn tiếng quát to. Tuy là bọn ta không quan tâm tới thế tục, nhưng mà cũng không thể chấp tài dân nhân gian, đặc biệt tới tương trợ cho mọi người. Bọn họ vừa nói xong, đã đi tới nơi, lập tức phát ra thần thông, dọt vào trong cuộc chiến. Người tới chính là mấy người lánh đời Thái Vị Hà. Lộc Xuyên Thánh Nhân đang ác chiến qua mắt chống mặt cùng với chí tôn du thần đế, cảm thấy áp lực trên người giảm đi, trong lòng mừng rỡ. Nhận thấy người tới tương trợ chính là mấy lão tu lánh đời Thái Vị Hà. Không ngờ vào lúc máu chốt, bọn họ lại suy nghĩ cho nhân gian mà tới tương trợ. Dội vàng bước lui ma giật bên người, quát với mấy lão tu kia. Các vị đạo hữu, chúng ta... Hắn chưa nói xong, đột nhiên phía trên đỉnh đầu truyền tới tiếng quát từ xa của phương nguyên cẩn thận lộc xuyên thánh nhân kinh hãi ngẩng đầu lên chỉ thấy thần thông của mấy lão tu lánh đời vốn đánh về phía chí tôn du thần đế đột nhiên lại đổi hướng trấn áp về phía hắn hắn đã hao tổn quá nhiều sức lực trong trận chiến này làm sao có thể ngăn cản một kích đánh tới bất ngờ như vậy chứ cả người đều bị cuốn vào trong đám mây lửa gầm rú phẫn nộ xen lẫn bi thương tiếng hét chưa kịp dừng một bộ xương trắng đã xỏ ngang qua, lập tức đục một lỗ trước ngực của Lộc Xuyên Thánh Nhân, thân hồn bị diệt. Chí Tôn Du Thần Đế cười to, nói với các lão tu lánh đời Rốt cục, các người đã nghĩ thông suốt, ai mới là người có thể giúp cho các người sống sót. Sau trận chiến này, không những giúp các người có phương pháp đoạt được hắc ám chuyển sinh pháp, mà ngay cả phương pháp để có thể thành tựu thần đế cũng có thể truyền lại. Mấy vị lão tu lãnh đời lạnh lùng nói, bảy vị lánh đời của chúng ta nghe lời khuyên của các ngươi thành lập trường sinh tiên điện cầu mong kiếp sau bất diệt mãi mãi bất tử nhưng mà chuyển sinh pháp còn chưa nhìn thấy ba lão tu trong chúng ta đã chết ở thanh dương rồi những người còn lại vào thời điểm mấu chốt vẫn quyết định trợ giúp các ngươi một tay chỉ mong là khi các ngươi thắng được đại thế sẽ tuân thủ lời hứa của mình đấy vừa nói xong thân hình đột nhiên xoay chuyển phóng ra thần thông đánh thẳng về phía kinh thiên thánh nhân và cổ phương thánh nhân lộc xuyên lão đệ lộc xuyên tuyền bối thấy biến cố này người bên trong cuộc đại chiến giữa không trung đều kinh hãi vừa lo lắng vừa tức giận bên trong hắc ám ma à tức cuồn cuộn giọng nói của hắc ám thần đế gian vọng bốn phía đây là nhân gian uổng cho các ngươi không tiếc mạng sống xả thân tới chiến đấu nhưng mà nhân tộc các ngươi lại không có ý kiến và lập trường giống nhau như vậy lấy cái gì để mà tranh đấu với chúng ta chứ? Chương 882 Nhân tâm chỉ có thể dùng nhân tâm bổ sung Đánh bất ngờ dĩ biến xuất hiện Không thể ngờ thế cục Vừa có chút dịu đi Đột nhiên xuất hiện biến động Người chạy tới là bốn lão tu Ở bên trong trường sinh tiên điện Thực lực của bốn lão tu này Không bằng ba lão tu lúc trước xuất hiện Ở Thanh Dương Tông Nhưng mà đều là cao thủ quá thần lâu đời Hơn nữa bọn họ cố ý gian trá đánh úp bất ngờ lộc xuyên thánh nhân bị trực tiếp chém giết còn kinh thiên thánh nhân và cổ phương thánh nhân cũng lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm dưới sự công kích của bọn họ và chí tôn thần đế những lão già kia muốn thành kẻ địch của thế gian sao chứ thiên khôi thánh nhân phẫn nộ rống to muốn xoay người sang cứu hai vị thánh nhân cổ phương và kinh thiên nhưng mà chí tôn thần đế đối diện với hắn thừa cơ tiến vào khởi động đại ma thức hồ giống như là lốc xoáy khóa thiên khôi thánh nhân vào bên trong dù số pháp tắc như là xiềng xích quấn chặt thiên lôi thánh nhân không cho hắn cơ hội tới cứu chỉ có thể nhìn hai vị thánh nhân kia bỏ mình chỉ cần hai vị thánh nhân kia mất mạng bên bọn họ sẽ tổn hại một phần chiến lược lớn mà chí tôn du thần đế có thể liên thủ với bốn lão già trường sinh tiên điện dây khốn những người khác đối với người bên phía phương nguyên phần thắng sẽ càng trở nên xa vời ý thức được điều này ngay cả phương nguyên cũng không thể kiềm chế thân hình bay lên muốn đi cứu nhưng mà chí tôn long thần đế đối diện với hắn cũng dỗ dàng đi lên cười lạnh nói lúc này các ngươi tới chính là chịu chết thôi phương nguyên quay người lại thanh khí cuồn cuộn nổi lên bên người quá thành một luồng phân thân tiến tới cứu giúp nhưng chí tôn long thần đế thấy cảnh này hắc ám ma tức bên người cũng bắt đầu khởi động quá thành ba phân thân giống hắn trước sau công kích phần thân kia của Phương Nguyên hoàn toàn không cho hắn cơ hội cứu giúp, lạnh lùng hét lớn. Người quá ra một luồng phân thân, bản đế liền quá ra ba luồng phân thân cả người. Nhìn xem rốt cuộc ai trong chúng ta là người tiêu hao hết pháp lực trước chứ? Tiếng quát nặng nề cũng nhắc nhở Phương Nguyên ý thức được một vấn đề cực kỳ đáng sợ. Hiện giờ tình thế của trận chiến đã nghịch chuyển, đạt tới trình độ cực kỳ nguy hiểm. Bản thân của hắn là thiên đạo quá thần, pháp lực hùng mạnh, thậm chí có thể mượn nhờ lôi lực luyện hóa dạng vật, bù đắp pháp lực, bởi vậy có thể liều mạng với chí tôn Long Thần Đế. Nhưng mà những người khác thì không như thế, bọn chúng đều do hắc ám ma tức tái sinh tạo thành. Hắc ám ma tức được xem là căn nguyên sinh mệnh của bọn họ, bởi vậy ẩn thân trong vô số ma tức hồ rộng lớn khiến cho bọn họ không lo pháp lực bị hao tổn, cho dù bị thương cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của hắc ám ma tức hồi phục nhanh như cũ mà người bên phía bọn họ đều đang ở trong hắc ám ma tức pháp lực vốn bị hạn chế sau khi bị thương cũng vì hắc ám ma tức ảnh hưởng khiến tốc độ hồi phục vô cùng chậm nếu cứ kéo dài như thế chỉ là một quá trình chậm rãi tiêu tán nếu đã như vậy bọn họ còn có thể thắng sao chứ bên trong trận ác chiến này khi mà thành thức hắn quét tới liền có thể nhìn thấy căn cơ bốn người tiên hoàng cửu trọng thiên kiếm thủ tẩy kiếm trì, thanh chủ bác quan thành bạch bào chiến tiên và thiên khôi thánh nhân là mạnh mẽ hiện giờ vẫn chưa tiến vào xu hướng suy tàn nhưng mà mấy người còn lại thì khác rồi lôi lão thái gia dùng máu huyết toàn thân tế yêu đao hiện đang chiếm thế thượng phong trong trận chiến nhưng mà bản thân lại giống như ngọn nến trước gió không thể cầm cự được lâu lão tổ tông trong tình đảo lại không ngừng thiêu đốt căn nguyên không ai biết có thể kéo dài tới mức nào Hai người Kinh Thiên và Cổ Phương thì lại chẳng lẽ trận chiến này không biết có bao nhiêu người trong lòng sợ hãi, điều này khiến cho người ta sinh ra cảm giác bất lực, lại phẫn nộ, tuyệt vọng ăn mòn đạo tâm của bọn họ. Hai vị thánh nhân Kinh Thiên và Cổ Phương dưới sự bao dây tấn công của bốn lão Trường Sinh Tiên Điện cùng chí tôn Du Thần Đế đã dướng trái dướng phải không thể chống đỡ, hiển nhiên sắp bỏ mạng trong tay của bọn họ mà chỉ cần bọn họ thất thủ thế cục miễn cưỡng này cũng sẽ bị đánh dở thôi càng kinh khủng khi mà ngoài phương nguyên đang đánh nhau với chí tôn long thần đế kiếm thủ tẩy kiếm trì đấu với chí tôn minh thần đế thiên khôi thánh nhân đấu với chí tôn du thần đế hai người lão tổ tông trong tình đảo và người thủ sơn đông hoàng sơn ngăn chặn chí tôn ly thần đế chí tôn ngự thần đế đang bị lôi lão gia tử múa đào đuổi giết còn chí tôn vua thần đế đủ giết hai vị thánh nhân cổ phương và kinh thiên còn có hai vị thần đế chưa hề lộ diện không ai biết lúc này bọn họ đang ẩn nấp ở đâu đang tính chuyện gì không thể kéo dài thêm được nữa rồi lúc này chiến trường phía bắc đang tràn ngập một mảnh khói đen ở phía trên một ngọn núi cao sắp xếp một thư án phía trước thư án lão giả râu tóc bạc trắng áo bào xám ngồi xếp bằng nhìn qua không biết đã sống bao lâu giống như là lão thiên tiên vậy. Ngồi trên thất tinh đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến trường, giống như có thể nhìn thấu nơi đó. Ghi chép lại mỗi một chi tiết của từng người bọn họ viết lại trên quyển trục trước người. Hiện giờ, hắn đã viết rất nhiều thứ, nhưng mà sau khi thấy chiến trường xuất hiện biến đổi lớn, lại cúi đầu hít sâu một hơi. Hắn nhẹ nhàng buông bút, chậm rãi đứng lên. Tiền bối, ngài cũng muốn... Vẻ mặt của thiên cơ thiên sinh ở bên cạnh hắn kinh hãi thất thanh kêu lên vô danh lão nhân chậm rãi lắc đầu ta cần phải ra tay thôi thiên cơ tiên sinh nói nhưng mà người phải cẩn thận ghi chép lại nhược điểm của ma ngẫu chuyển sang kiếp khác chuẩn bị tốt cho đại chiến sau này lúc này trận chiến của các cao thủ thiên nguyên và thần đế chỉ mới là trận chiến khởi đầu mà thôi cho nên trước trận chiến này dịch lâu phụ trách ghi chép tất cả trận chiến của đám người Phương Nguyên và Ma Ngẫu không chỉ muốn chém giết Ma Ngẫu, còn muốn tận lực bứt ra tất cả nhược điểm và sơ hở mà Ma Ngẫu có. Dù sao bọn chúng cũng là sinh mệnh chuyển sang kiếp khác, dưới tình huống không biết rõ đặc điểm, nhân gian giao thủ với bọn họ cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn, cho nên mấy thứ này cần phải có người ghi chép lại. Dịch Lâu chính là nơi phụ trách việc này, vốn dĩ chúng ta ghi chép nhằm để chiến trường không bị mất không chế. Vô danh lão nhân nhìn ma tức hải một phương bình tĩnh nói Nhưng mà không ngờ thế gian này còn có sự tồn tại như là trường sinh tiên điện Mấy lão bằng hữu lánh đời này rất sợ chết Cho nên bọn họ không ở thế trung lập như trước Mà ra tài đối nghịch với thế gian rồi Vẫn còn thiếu nhân tâm Sắc mặt của thiên cơ tiên sinh dần dần có chút bi phẫn Không ai ngờ những lão tu lánh đời Lại không chút do dự tham gia trận chiến Mà bọn họ gia nhập Liên khiến trận chiến vốn hung hiểm tới cực điểm, càng thêm nhiều áp lực. Nhân gian vì sao mà lại như vậy chứ? Chỉ bởi vì nhân tâm còn thiếu sao? Nhân tâm bị sót, chỉ có thể dùng nhân tâm để mà bổ sung thôi. Vô danh lão nhân dịch lâu vừa nói vừa chậm rãi đi tới trước, thấp giọng nói: "Tới thời điểm mấu chốt, thư sinh cũng phải lên chiến trường, có điều đã mấy ngàn năm rồi." lão phu không có ra tay hiện giờ bộ xương già này có còn có ích hay không nữa hắn nói xong cũng không quay đầu lại dặn dò phần ghi chép còn lại tùy thuộc vào ngươi có thể ghi nhớ thì tốt không nhớ được cũng không sao nhóm lão gia quả này chỉ có thể tận lực giúp tương lai bọn họ dễ dàng hơn một chút nhưng mà nếu không làm được cũng chỉ đành chịu thôi nghe lời nói của hắn thiên cơ tiên sinh cắn chặt rằng bỗng nhiên cầm bút ngồi xếp bằng trên thất tinh đài. Mỗi chữ được viết ra lúc này đều có thể quyết định tương lai chiến trường, sinh tử của vô số người, cho nên ngay từ đầu, Dịch Lâu mới mời vô danh lão nhân tới ghi lại. Chỉ có tu vi như hắn mới có thể nhìn rõ mà ghi lại tất cả. Cũng chỉ có hắn vào thời điểm mấu chốt này ra tay mới có thể cứu vãn tình thế. Tình thế lúc này, vô danh lão nhân buộc phải ra tay, chuyện còn lại đành để cho thiên cơ làm thật là đáng tiếc vị lão nhân gia này chỉ có cơ hội ra tay một lần hắn vốn muốn quý trọng cơ hội trợ giúp chiến trường định càng khôn nhưng mà không ngờ hắn lại bị mấy lão tu lánh đời cảnh giới quá thần bức ép phải ra tay thôi từng bước một chậm rãi đi về phía chiến trường bóng dáng vô danh lão nhân càng lúc càng cao lớn thân ảnh của hắn cao đến tận trời từ trên không nhìn xuống ma tức hải mà cùng lúc đó khí cơ trên người của hắn cũng tăng vọt vị lão giả không ai biết đã sống bao lâu vào lúc này là bộc lộ thần thông kinh người chuyện gì thế tất cả tồn tại trong ma tức hải tất cả đều kinh hãi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nhìn thân hình cao lớn và khí cơ mênh mông của vô danh lão nhân bọn họ đột nhiên có chút không thể lý giải cảnh giới và tu vi của đối phương ngay cả hắc ám thần đế đầu óc có chút linh hoạt cũng trầm giọng hét lớn không thể nào Thế gian này không có đại thừa Lão Phu đang ngây ngốc trong cảnh giới đại thừa rất lâu rồi Dù danh lão nhân chậm rãi đi tới Nhưng mà vừa bước vào chiến trường Thân hình hắn dường như còn cao hơn thiên địa Hoặc có thể nói kết thành một mảnh với trời cao Hoàn toàn dung hợp lại một chỗ Dù chỉ trong nháy mắt Nhưng mà hắn quả thật dung hợp lại với trời cao Mà giọng nói của hắn cũng như sấm rền Cuồn cuộn truyền từ trên chín tầng trời rơi xuống Cho nên cho dù thiên hạ đại đạo đã sửa, ta cũng đã có cách lần nữa bước lên trên rồi. Khắp không trung như gian giọng tiếng cười của vô danh lão nhân. Giọng cười có chút đắc ý. Theo tiếng nói, bỗng nhiên có một bàn tay to hạ xuống từ trên trời cao. Bàn tay kia đè ép xuống, không phải đè ép thứ gì khác, mà chính là trấn áp pháp tắc thế gian. Cho dù là hắc ám thần đế hay là mấy người phương nguyên cũng không thể điều khiển pháp tắc giọng của vô danh lão nhân vang lên trong thiên địa. Tuy rằng chỉ một bước, nhưng mà hy vọng có thể tìm ra một con đường sống cho nhân gian. Chương 883 Lấy máu thay máu, lấy răng thay răng Lúc đại đạo thiên địa đã được sửa, thì cảnh giới đại thừa có thể trở về sao chứ? Vô danh lão nhân vừa ra tay đã kinh động vô số người. Nhất là cảnh tượng hắn dùng trời cao làm bàn tay, tiêu diệt thiên địa, trấn áp tất cả pháp tắc khiến cho người khác vô cùng kinh hãi. Không ai biết được, một bước trở về này của hắn khiến cho mọi người, nhất là những người đã bị dây trong cảnh giới quá thần rất lâu, mãi không có phương pháp bước vào cảnh giới đại thừa, khiếp sợ thế nào. Nhưng mà vào thời điểm này cũng không kịp suy nghĩ, bởi vì bọn họ đều biết, cho dù vô danh lão nhân ở cảnh giới đại thừa trở về đã phải trả giá rất lớn. Một trưởng trấn áp pháp tắc này của hắn chỉ có thể tạo ra một cơ hội khiến cho người trên chiến trường có thể dựa vào cơ hội này cướp lấy một con đường sống. Đánh yếu, chống mạnh. Đối mặt với cơ hội hiếm thấy này, tiên hoàng cửu trọng thiên và kiếm thủ tại kiếm trì phản ứng cực nhanh. Trong chốc lát, tâm tư vốn bình thường của bọn họ đột nhiên liều lĩnh, nâng sức mạnh lên cao, như núi lửa mênh mông cuồn cuộn. Một người kiếm quan xoay tròn như lốc xoáy, quấn bản thân ở bên trong. Người còn lại tử khí lay động, thân hình như nở ra trong thiên địa, quyền cước như gió, mạnh mẽ đánh về phía hai vị thần đế ở trước mặt, lấy cứng chọi cứng. Hiện giờ, pháp tắc thiên địa bị trấn áp, bọn họ chỉ có thể thi triển thần thông bản thân. giống bọn họ lớn lên từ cảnh giới nguyên anh, cho nên dễ thích ứng cơ hội này hơn nhóm thần đế luôn phải mượn nhờ hắc ám ma tức để điều khiển pháp tắc. Hai vị thần đế cũng phát hiện xung quanh xảy ra biến hóa, Kêu lên một tiếng, thân hình nhanh chóng co rút lại, giống như mai rùa, lúc này muốn tạm lánh đi. Nhưng bọn hắn không ngờ, hai người tiên hoàng và kiếm thủ nhân cơ hội này quay người lại nhanh chóng lao đi, dọt về phía hai vị thánh nhân cổ phương và kinh thiên giúp cho bọn họ quá giải mối nguy. Không ổn rồi. Sau khi thiên địa pháp tắc bị trấn áp, Chí tôn vua thần đế lại xoay người chạy trốn. Giao lúc pháp tắc bổ sung, hắn đã không nguyện ý giao thủ với người ta, huống chi hiện giờ không có pháp tắc bổ sung nên hắn không chút do dự liền bỏ chạy để lại bốn lão trường sinh tiên điện đối phó với cổ phương thánh nhân và kinh thiên thánh nhân còn có tiên hoàng và kiếm thủ lúc trước bốn lão trường sinh tiên điện thấy chí tôn thập đế đã chiếm thế thượng phong ở bên trong chiến trường cho nên không chút do dự lựa chọn đứng vào cùng một đội mà bọn họ vừa ra tay liền giết chết lộc xuyên thánh nhân trong lòng cũng có chút đắc ý Ai ngờ vào lúc muốn thu hoạch thành quả thắng lợi thì lại xuất hiện dị biến thế này. Còn có người có thể trấn áp tất cả pháp tắc à? Trong lúc kinh ngạc, bọn họ lại muốn chạy trốn nhưng mà lại gặp phải tứ đại cao thủ. Đối mặt với hoàng ấn đáng sợ, kiếm quan kinh thiên thước và đốt thiên lô trong lòng bọn họ liên tục kêu khổ. Nhưng mà lại không thể trốn thoát, chỉ có thể bị dây ở bên trong. Chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, kiên trì, ngên đón bốn người này, trầm giọng gầm nhẹ. Hiện giờ chỉ có chí tôn thần đế mới có thể cứu bọn họ thôi. Nhưng mà mỗi người trong số chí tôn thần đế đều nóng lòng, co đầu rút cổ, ai dám ra tay. Thân hình của bọn họ bị trấn áp ở trung gian, xương cốt sắp gãy nứt. Từ nay về sau, kẻ nào dám tự xưng lánh đời trước mặt lão phu, vậy thì tới địa phủ mà lánh đời đi. Kiếm phong của kiếm thủ tại kiếm trị lạnh lùng cắt một cái đầu. Tiên hoàng cửu trọng thiên lạnh lùng nói, ta chính là tiên hoàng ta được hưởng hết vinh hoa nhân gian rõ ràng ta mới là người ích kỷ nhất nhưng mà ngay cả ta cũng biết vào thời điểm mấu chốt nên lấy đại cục làm trọng vì sao mà lại chui ra mấy kẻ như các người chứ quát chói tay một tiếng đầu một lão tu di bị đập nát đền mạng cho lộc xuyên lão hữu đi mắt hai vị kinh thiên và cổ phương thánh nhân đỏ rực trực tiếp hạ sát thủ tiên minh tồn tại không muốn thấy nhân gian nội đấu nhưng mà lúc này sát ý của bọn họ lại trở nên mãnh liệt trước nay chưa từng có. Thời điểm bốn lão tu Trường Sinh Tiên Điện bị chém giết, một bên khác, Phương Nguyên và Bạch Bạc Chiến Tiên cũng cùng nhau ra tay. Có những lúc có rất nhiều suy nghĩ không cần phải nói rõ, cho dù đây là lần đầu tiên Phương Nguyên và các vị cao thủ đứng đầu hợp tác, nhưng mà Đại Đạo Cận Kề trong lòng hiển nhiên hiểu rõ. Kiếm thủ và Tiên Hoàng tiến đến vừa cứu người vừa giết người hai người bọn họ thừa cơ hội này đi làm việc khác. Phương Nguyên đang ác chiến với chí tôn Long Thần Đế lại mạnh mẽ cắn chặt răng, hai tay dung ra. Tay phải xuất ra thái cực đồ chép xanh chép đỏ mở rộng ra trong hư không giống như một vòng tròn thật lớn ngăn cản tấn công mãnh liệt chí tôn Long Thần Đế. Mà tay trái lại nhấn một cái trong thiên địa một con cốc vàng thân hình to lớn như núi đồ sộ ngồi sởm trên mặt đất nhìn về phía đông. Phương Nguyên nắm chặt khoảng không gian này trầm giọng quá khẽ. Bảo bối, mau há mồm. Gieo một tiếng, cốc vàng há to miệng phun ra một luồng ngân quang. Ngân quang kia giống như ngân hà lao thẳng về phía đông. Lôi lão gia tử mượn nhờ yêu đao chém thương chí tôn ngự thần đế. Lúc này chí tôn ngự thần đế đã bị trọng thương, thân thể suy sụp. Nhưng mà lôi lão gia tử cũng không khá hơn. Hắn đã gầy trơ cả xương. Trên người dường như không còn một chút tơ máu, chỉ có xương cốt khô cằn, chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay. Nếu thật sự tranh đấu, không ai biết giữa hắn và chí tôn ngự thần đế, ai là người ngã xuống trước. Mà Phương Nguyên lại nắm chắc cơ hội này. Ngân quang phóng ra từ trong miệng con cốc phun thẳng về phía chí tôn ngự thần đế, dọc đường đi điều khiến cho hư không sụp đổ. Hiện giờ chí tôn ngự thần đế đã dựa vào pháp tắc của ma tức hộ quanh người chống đỡ, hồng nhật yêu đao của lôi lão gia tử. Lúc này hắn đã thất bại thảm hại, kinh ngạc lui nhanh về phía sau. Muốn lui vào bên trong hát ám tức nhằm bảo vệ tính mạng, nhưng mà không ngờ Phương Nguyên lại khởi động một luồng ngân quang đánh thẳng về phía hắn. Đối mặt với hung hiểm này, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, thân hình to lớn đột nhiên nứt ra. Từng con ma vật từ trong người của hắn bay ra ngoài, chủ động nên đón ngân quang của Phương Nguyên. Dù số hài cốt bị ngân quang của Phương Nguyên bóp nát, quá thành cặn bã rơi xuống đất thân hình của hắn trở nên ngày càng nhỏ tới cuối cùng chỉ còn lại chưa tới ba thước Dội dàng lui vào bên trong hắc ám ma tức tên lùng ngươi còn không mau chết đi chứ nhưng mà thấy chí tôn ngự thần đế nhanh chóng lui lại lôi lão gia tử cũng nắm lấy cơ hội cắn răng khởi động một luồng sức mạnh tử khí cuối cùng đột nhiên sải bước chạy đi thân hình nhỏ bé dội vàng đuổi theo yêu đao trong tay cắt ngang qua cổ của chí tôn ngự thần đế cắt rơi đầu hắn xuống thân hình lại tiếp tục giọt về phía trước, rơi xuống trên một ngọn núi cao, ngửa mặt lên trời cười to. Quả nhiên, người đầu tiên xử lý đối thủ vẫn là lão tử. Lôi lão gia tử thoải mái cười to, sau đó thân hình khẽ chấn động, một chút quyết khí cuối cùng bắt đầu trở nên khô cạn. Yêu đào trong tay của hắn nhẹ nhàng rơi xuống, chui vào trong đại địa, biến mất không thấy tâm hơi. Đám người thấy được một màn này, trong lòng nhất thời trầm lại, không biết nên vui hay buồn rốt cục có người đầu tiên trong thập đại chí tôn thần đế bị chém chết nhưng mà lại phải trả giá quá lớn rồi chính là mạng của lôi lão gia tử trên phương diện nào đó đây cũng là ký kết ngầm của những chúng tu tham gia trận chiến này thập đại chí tôn thần đế quá mạnh mẽ hơn nữa còn có bí mật nào đó thực lực bình quân từng người đều mạnh hơn mọi người rất nhiều muốn đấu pháp trực diện tới khi chém chết bọn họ thật là rất khó cho nên đám người của Phương Nguyên chỉ có thể nắm chặt cơ hội vô danh lão nhân tạo ra. Trước tiên, chém chết một vài người trong số bọn họ, giảm bớt số lượng ma ngẫu. Vô danh lão nhân, liêu minh nhập đại thừa cũng là vì tạo ra cơ hội này cho bọn hắn. Một trưởng kia của hắn không chỉ trấn áp pháp tắc, mà còn các loại bí pháp trên người của chí tôn thần đế. Dưới một trưởng trấn áp này, cho dù trên người của những thần đế kia có bí pháp nào cũng không có cơ hội thi triển mà khi lôi lão gia tử xuất ra yêu đau đã định trước hắn phải chết cho nên không ai khuyên bảo lôi lão gia tử việc có thể làm chỉ có thể khiến cho cái chết của hắn có giá trị hơn một chút bất kể là tiên hoàng cửu trọng thiên hay là kiếm thủ tẩy kiếm trì đều thừa nhận áp lực lớn gấp đôi chịu sự giáp công của hai vị thần đế hay là phương nguyên khởi động kim lôi linh trợ giúp lôi lão gia tử một tay điều vì mục đích này cuối cùng bọn họ cũng đã thành công vị chí tôn ngự thần đế kia đã bị lôi lão gia tử chém chết thập đế trở thành cửu đế một tiếng cười lớn của lôi lão gia tử vẫn vang vọng khắp mọi nơi đây được xem là một cuộc mua bán vô cùng có lợi bởi vì cảnh giới tu vi của lôi lão gia tử không được xem là cao nhất trong số bọn họ có thể đổi được một thần đế cũng đã vô cùng đáng giá lúc phương nguyên ra tay giúp lôi lão gia tử chém chết chí tôn ngự thần đế ở những chỗ khác cũng gặp nguy hiểm bạch bào bạc chiến tiên theo một ý niệm giống phương nguyên vừa dùng ngân thương ngăn cản đối thủ đồng thời tay kia cũng tạo ra pháp ấn phía trên đỉnh đầu nhanh chóng xuất hiện một luồng kim quang hóa thành kim thanh kỳ lân đạp hư không tiến về phía lão tổ giống tình đảo cùng người thủ sơn đông hoàng sơn muốn nhân cơ hội này trợ giúp bọn họ đánh chết chí tôn ly thần đế đang trọng thương Người tu hành của nhân gian như bọn họ bàn về sức mạnh và lĩnh vực thì không so được với chí tôn thập đế duy nhất chỉ có thần thông biến hóa là mạnh hơn chí tôn thập đế nếu vô danh lão nhân giúp bọn họ trấn áp tất cả pháp tắc như vậy thì bọn họ tất nhiên muốn mượn thần thông làm nên việc lớn cho nên bọn họ tâm ý tương thông vào lúc bước ngoặt mấu chốt này sẽ đều lựa chọn giống nhau tạm thời để người bên cạnh gánh giác thêm ít áp lực sau đó phân ra một phần sức lực của mình tới trợ giúp đồng bọn đánh đối thủ trọng thương giúp bọn họ thành công, sau đó từng bước gạt bỏ từng đối thủ bị trọng thương. Về phần phải đánh đổi tánh mạng của bao nhiêu người mình cũng không chú ý đến. Chương 884 Lánh đời Phương Nguyên lựa chọn ngự thần đế đối thủ của lâu lão gia tử, bạch bào chiến tiên lựa chọn ly thần đế đối thủ của lão tổ tông trong tình đảo. Nếu thành công, bọn họ sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực trong thời gian ngắn, thậm chí có thể bị thương nhưng lại có thể đổi lấy sự ngã xuống của hai thần đế. Trên mảnh chiến trường này, bất kể trả giá lớn thế nào, đây cũng là một cuộc mua bán vô cùng đáng giá. Tất cả chỉ phát sinh trong giây lát thôi. Trước ngực của chí tôn ly thần đế đã chịu một quải trượng của lão tổ tông trong tình đảo, khiến cho pháp tắc trong cơ thể tan nát. Sau đó lại đối mặt với kim thân kỳ lân do bạch bào chiến tiên điều khiển, thật sự không may mắn. Nhưng trong khi kim thân kỳ lân đang dũng mãnh giọt tới, Chí tôn ly thần đế đột nhiên hít sâu một hơi, hắc ám ma tức xung quanh cuồn cuộn tiến tới dần quanh người của hắn, giống như là một mảnh sông lớn. Ngực hắn có miệng vết thương đáng sợ cho lão tổ tông trong tình đảo tạo ra. Khi hắc ám ma tức giọt tới, lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy nó dần dần khép lại. Bên người giang lên thanh âm lạnh lùng dữ tận, chấn động hư không, kinh sợ không thôi. Các người muốn giết thần, thật là ngây thơ chỉ cần một tia hắc ám ma tức ta có thể bất tử bất diệt các ngươi muốn giết ta nằm mơ đi theo tiếng hô đó hắn là bỗng dưng sinh ra pháp lực vô tận vốn bị người của thủ sơn đông hoàng sơn quấn chặt nhưng trong chớp mắt hắn đã sắp thoát ra ngoài chỉ có một người cũng không thể quấn chặt sao chứ lão tổ tông giống tình đảo phẫn nộ rống to tử diễm trên người bùng to bộ dạng cũng trở nên càng ngày càng trẻ Vừa rồi là bộ dạng nữ tử trung niên, hiện giờ lại đổi thành một cô gái tuổi thanh xuân. Pháp lực toàn thân nàng cũng theo đó kích phát mạnh mẽ, miễn cưỡng dùng sức lực một người trấn áp pháp tắc vô tận do chí tôn Ly Thần Đế tạo ra, không cho hắn có cơ hội trốn thoát. Mà sắc mặt của người thủ sơn đông Hoàng Sơn cũng trở nên xấu hổ khi nghe tiếng hét lớn này. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng quát: "Lão phu cũng là đại tu tương đương các ngươi đấy." vừa nói xong hắn đột nhiên vỗ mạnh vào ngực mình một chưởng này rất nặng dường như khiến cho thân thể của hắn bị nứt ra quyết nhục vô tận hiện ra biến đổi theo gió hình thành thiết liên quyết sắc cao tới chín tầng trời thiết liên quyết sắc này hội tụ sức mạnh pháp tắc của hắn biến hóa khôn cùng từng tầng buông xuống quấn lấy tôn ly thần đế nhìn thấy chí tôn ly thần đế sắp khôi phục thương thế mượn cơ hội đào tẩu lại bị dây khốn lại Lúc này kỳ lăng kim sắc là giọt tới, há to mồm cắn xuống. Lập tức thân thể của chí tôn ly thần đế thiếu đi hơn nữa. Lại cắn xuống một miếng, cả người chí tôn ly thần đế đã tiến vào trong bụng kỳ lăng kim thần. Nhưng theo đó, thiết liên quyết sắc do quyết nhục người thủ sơn đó Hoàng sơn biến thành cũng bị kỳ lăng kim thần nuốt vào trong bụng hơn nữa. Số còn lại đều dở nát trong hư không, quá thành một mảng mây máu, từng giọt mưa máu tí tách rơi xuống đại địa lúc này thân thể của hắn lại biến thành bộ vàng nửa trong suốt. Cuối cùng cũng giết. Trên mặt hắn mang theo thân sắc nổi giận nhìn về phía lão tổ tông trong tình đảo. Thế này, ngươi đã vừa lòng chưa chứ? Lão tổ tông trong tình đảo thấy thân ảnh sắp tiêu tán của hắn, vẻ mặt chấn động, dỗ dàng kéo hắn lại. Ngươi là một kẻ ngu xuẩn, vì sao ngươi vẫn không thể hiểu chứ? Tới bây giờ, những người như chúng ta đều đã thừa nhận cảnh giới và tu vi của ngươi lúc trước chúng ta khinh thường ngươi chỉ là không rõ vì sao một người có thiên tư và tu vi như ngươi lại cam tâm làm người thủ sơn đông hoàng sơn chứ thật sự sao chứ người thủ sơn đông hoàng sơn nghe được những lời này sắc mặt trở nên nhẹ nhàng có chút vui mừng nói đừng nói như vậy ta cam tâm làm là vì đông hoàng sơn từ nay về sau giúp ta lưu lại cái tên trên thần sơn không được nhớ người thủ sơn, tên của ta. Hắn vẫn chưa nói xong, hình dáng cả người đã dần tiêu tán. Lão tổ tông trong tình đảo nhìn về nơi hắn tiêu tán, thấp giọng nói. Được, chúng ta đều nhớ rõ tên của ngươi, giang âm khí nhân tiêu bá ngọc. Chỉ một lát, bốn vị lão tu trường sinh tiên điện, hai vị chí tôn ngự thần đế và chí tôn ly thần đế bị chém chết. Thập đại thần đế chỉ còn lại tám người nhưng mà ba người lôi lão gia tử người thủ sơn đông hoàng sơn và lộc xuyên thánh nhân tiên minh lại ngã xuống chúng tu còn lại không kịp bi thương đã lập tức lấy lại tinh thần quay đầu đi về mỗi phía hai người kinh thiên và lộc xuyên thánh nhân đều đi tới chỗ của tiên hoàng cửu trọng thiên kiếm thủ tẩy kiếm trị cùng với bọn họ nên chiến chí tôn âm dương đế và chí tôn hư thần đế phương nguyên cũng quay người lại ngưng tụ pháp lực nên đón chí tôn long thần đế lão tổ tông giống tình đảo lại nhảy vào trong hư không, quái trượng đầu rồng trong tay quá thành một thiết thương màu đen, phối hợp với phương nguyên tiêu diệt chí tôn long thần đế. Mà ngay lúc này, phía trên chín tầng trời, pháp tắc bắt đầu chấn động không ngừng. Một trưởng của vô danh lão nhân trấn áp pháp tắc cũng tạo ra cơ hội giúp cho đám người phương nguyên chém chết hai vị thần đế và bốn lão tu lãnh đời. Nhưng mà dù sao đại thừa cũng là hãng cưỡng ép trở lại bị thiên địa phản vệ cũng cực kỳ đáng sợ. Chỉ chịu đựng được một lát đã không thể tiếp tục chống đỡ rồi. Thân thể lần nữa xuất hiện dưới bầu trời. Nhưng mà hiện giờ áo bào xám đã dở nát, hai mắt trở nên đỏ sẫm Thậm chí ngay cả khí cơ trên người của hắn cũng dần trở nên khô héo. Ai cũng có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang bị vô số pháp tắc phân giải. Chỉ thừa dịp hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn phân giải sắc mặt không có chút biểu cảm nhìn về phía ma tức hồ cuồn cuộn sau đó than nhẹ một tiếng không ngăn cản thân thể đang bị phân giải khí tức nghịch chuyển khiến quá trình phân giải này diễn ra nhanh hơn pháp tắc trên người của hắn hóa thành ba cự tiễn tiến về ba hướng khác nhau nơi đó có chí tôn hư thần đế đã sắp co đầu rụt cổ cũng có chí tôn lâm thần đế nhận thấy pháp tắc đã trở về muốn tùy cơ hành động còn có chí tôn du thần đế ẩn nấp bên trong hắc ama tức chuẩn bị đánh lén nên đón ba cự tiễn pháp tắc này ba vị thần đế đều kinh hãi lập tức muốn chạy trốn nhưng mà cự tiễn pháp tắc đã tiến tới vô cùng nhanh ba thần đế dỗ dàng điều khiển sức mạnh pháp tắc vừa quay lại tạo thành một màn chắn ngang trước người nhưng ba người bọn họ sao có thể ngăn cản một kích của vô danh lão nhân chứ trong tích tắc sức lực pháp tắc trước người đã bị văng tung tóe ba thân ảnh văng về phía sau như túi khí bị rác. Không chỉ thân thể bị tổn hại hơn phân nữa, trong giây phút này, thậm chí ma tức hồ mà bọn họ dựa vào để sống cũng bị một tiễn pháp tắc do vô danh lão nhân kích phát ra phá hủy trở thành một mạng phê tích. Nhưng thân hình của vô doanh lão nhân kích phát ra ba tiễn pháp tắc này cũng trở nên ngày càng mờ nhạt hơn. Dù số sức mạnh pháp tắc xuyên qua trong cơ thể hắn, phá vỡ hắn, hắn từng chút một dung nhập vào trong pháp tắc thiên địa. Lúc này, không phải hắn dùng thân hình dung hợp vào thiên địa mà là tiêu tán. Nhưng không một ai quay đầu lại nhìn, chỉ đang nhìn chầm chầm đối thủ của mình. Dù danh lão nhân tỏa quá là một chuyện dĩ nhiên. Không ai biết vị lão nhân này đã sống bao lâu, cũng không ai biết lai lịch của hắn, nhưng có thể nhìn ra tuy hắn sống rất lâu nhưng mà không am hiểu chinh chiến, hắn chỉ là một thư sinh tìm hiểu quy luật của thiên địa, tham diễn đại đạo vĩnh hằng, nhưng lại không am hiểu phương pháp chém giết như phương nguyên, tiên hoàng cửu trọng thiên, kiếm thủ tẩy kiếm trì và thiên khôi thánh nhân. Hắn chính là một lão quái sư của dịch lâu, cho nên lúc này ra tay cũng đã tính toán kỹ lưỡng. Lúc trước quan sát trận chiến, từ bản ghi chép thôi diễn ra nhược điểm và phương pháp đối kháng của độ kiếp ma ngẫu, sau đó lại quá thân thiên địa trấn áp pháp tắc tạo ra cơ hội để đám người phương nguyên chém giết hai đại thần đế. Đến trước khi ngã xuống, ý thức còn sót lại hóa thành ba cự tiễn pháp tắc, đánh về phía ba thần đế đang bị thương nặng. Hắn không hề lãng phí một khắc thời gian và mỗi một tia pháp lực. Từ nhỏ, ta đã là người thanh tĩnh, không ham chém giết, không muốn tranh quyền đoạt lợi, thậm chí không thích mang áp lực trên lưng. Ba ngàn năm trước, đại kiếp nạn buông xuống, các ngươi muốn ra tay ta không đi. Một ngàn năm trước, các ngươi muốn mời ta đến Côn Luân Sơn thô diễn phương pháp quá giải đại kiếp nạn, ta cũng không đi. Dần dần, ta lại phát hiện không còn ai nhận ra ta. Người ta quen biết trên đời này đều đã chết sạch. Trước kia, ta chỉ muốn sống, nhưng bây giờ lại phát hiện có sống cũng không có ý nghĩa. Cho nên hiện giờ, ta sẽ trả lại những thứ cần phải trả, chỉ cầu một chút thanh tĩnh thôi. Có lẽ như vậy mới xem như là lánh đời thật sự. Khi một chút ý thức cuối cùng tiêu tán, trong hư không gian lên tiếng cười tự diễu rất nhỏ của vô danh lão nhân. Mãi tới khi hắn chết, trên đời này cũng không ai biết hắn là ai. Cũng không có người cảm thấy đau buồn vì hắn. Cho dù là đám người phương nguyên, kiếm thủ, tiên hoàng, nhậm long đảm, thiên khôi hay lão tổ dông tình đảo, giao lúc này đều không quan tâm tới việc khác tất cả mọi người thừa dịp pháp tắc khôi phục. Liều mạng tiến về phía trước, mang hết thần thông, trút lên người của nhóm thần đế. Dù danh lão nhân xả thân, đổi lấy một con đường sống, bọn họ sao có thể không nắm chắc chứ? Trong lúc nhất thời, ngoại trừ hai chí tôn thần đế còn chưa lộ diện, sáu vị thần đế còn lại, nhất là ba người bị thương kia, đều chịu sự công kích dày đặc. Trên thiên nguyên này, chưa từng có người nhìn thấy nhiều thần thông cường đại và tinh diệu xuất hiện cùng lúc như vậy, giống như mưa to âm ầm đổ xuống nơi bọn họ đang ẩn nấp. Mảnh thiên địa này đã trở thành một đống hỗn độn, núi sông đổ bể, ngay cả hư không cũng bị xé rách nhiều chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục lại như cũ. Mà theo trường sinh tiên điện xuất hiện, tới khi vô danh lão nhân ngã xuống, mọi thứ phát sinh trong thiên địa này quá nhanh, nhanh cho tới mức khiến cho lòng người chết lặng, có chút bi thương không thể giải thích dần dần xuất hiện. Lúc này, ngoại trừ giết người còn có thể làm cái gì? Chương 885, số mệnh nhân gian chưa tận. Phương Nguyên có thể cảm giác khí cơ của vô danh lão nhân phía sau trôi đi cực nhanh, nhưng mà hắn không thể quay đầu lại. Lôi hà trong tay của hắn như giải lụa ngang trời, đâm thẳng về phía chí tôn lâm thần đế. Hắn không muốn nói gì, thầm nghĩ bản thân phải hoàn thành mục tiêu lúc đầu đề ra ánh mắt xuyên qua từng tầng pháp tắc như lớp màng mỏng bị rách nát. Thấy chí tôn Long Thần Đế đã bay ra xa hơn ngàn dặm, ngã vào trong một mảnh nham thạch nóng bỏng. Một kích trước khi chết của vô danh lão nhân tạo ra thương tổn quá nặng, xé rách áo choàng hộ thân của ma tức hộ của bọn họ, cũng khiến cho thân thể bọn họ bị thương nặng. Cho dù là ma tức hay là khí cơ của bọn họ đều vô cùng suy sụp. Đây là thời cơ tốt nhất để cho đám người phương nguyên đánh đối thủ đương nhiên nhất định phải nắm chắc. Tuy rằng tam đại thần đế đã bị thương, nhưng mà bọn họ được hắc ám ma tức bổ sung, cho dù trọng thương thế nào cũng có thể hồi phục như cũ. Cho nên nếu đã đối địch với chúng, không thể miễn cưỡng dây dưa Muốn chém giết bọn họ chỉ có thể nắm lấy cơ hội có được. Trong nháy mắt, khiến cho bọn chúng hoàn toàn ngã xuống, không cho bọn chúng chút cơ hội nào. Lôi hà trong tay của Phương Nguyên giống như trường thương, trong đó ẩn chứa thần thông biến hóa vô tận như lúc chiến ở Thanh Dương Tông. Dường như có một sức nặng đại thế cuồn cuộn, mỗi một tia đều nặng nề như núi, trấn áp thẳng về phía Chí Tôn Lâm Thần Đế. Trước bụng Chí Tôn Lâm Thần Đế xuất hiện một lỗ hổng lớn. Hiển nhiên đã bị trọng thương vì đón nhận tấn công mạnh mẽ của Phương Nguyên, hắn lại không có thời gian triệu hồi hắc ám ma tức để mà chữa thương, chỉ có thể buồn bực rống lên một tiếng tất cả hắc ám ma tức xung quanh đều nghịch chuyển hướng lên trời giống như rừng rậm từ dưới mặt đất đâm thẳng lên trời cao bên trong có pháp tắc cấm kỵ vô cùng vô tận và các loại trận lực tàn phá nhưng đón lấy một kích này phương nguyên lại không hề né tránh hắn chỉ cắn chặt răng lao xuống dưới bàn tay nắm chặt nắm đấm nhất thời vô tận hắc hà quanh thân ngưng tụ quá thành một trường thương tử điện dùng sức mạnh pháp tắc đại đạo làm thân thương có được sức mạnh xuyên thấu vô tận. Sức mạnh này giống như là vương nguyên mạnh mẽ, dùng sức đè nén một thế giới tạo thành một cây trường thương tinh di. Không khó để nhận ra bên trong cây trường thương này ẩn chứa bao nhiêu sức lực. Tiếng xé rách khiến cho màn nhĩ chấn động vang lên. Không hề chần chừ, Phương Nguyên trực tiếp lao xuống dưới. Hắn dường như là không để ý thủy triều màu đen đang nghịch chuyển về phía hắn hung hiểm thế nào thậm chí không để lại một chút sức lực che chở thân thể chỉ ngưng tụ toàn lực hung hăng đánh xuống một mảnh lôi hải màu tím từ trên trời giáng xuống va chạm vào thủy triều màu đen từ mặt đất nghịch chuyển lên bầu trời thân thể của phương nguyên bị trận lực tàn phá vô tận và pháp tắc cấm chế quấn quanh xuất hiện một vết thương đáng sợ bên trong thoáng hiện quý quan lộ ra xương cốt nhưng lúc này lôi hải màu tím kia cũng từng chút một bị phá hủy, xé rách thủy triều màu đen, sau đó miễn cưỡng đánh rơi xuống dưới, bắt đầu dây dưa phía dưới, vừa giống như là một lốc xoáy không đáy, vừa giống như là một mũi khoan xoay ngược hướng. Khoảnh khắc, chí tôn Long Thần Đế bị lốc xoáy này đâm trúng, đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Long lân và long cốt trên người của hắn đều bị tử lôi đâm thủng, từng mảnh vụn văng khắp bốn phương tám hướng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt cả người phương nguyên đầy máu bất chấp miệng vết thương tay áo vội vàng chém ra rầm một tiếng chu tức lôi linh xuất hiện miệng phun ly quả đốt mảnh hư không thành lửa đỏ long lân và long cốt của hắn bắn ra từ trên người chí tôn long thần đế đều bị ly quả thiêu thành tro tàn bị gió thổi phiêu tán trong hư không nhưng phương nguyên sao có thể để những tro bụi này phiêu tán khắp nơi chứ cốc vàng to lớn bên người của hắn đã sớm ngồi sợ ở đó mở to miệng lớn như chén lớn hút nước cho tàn vô tận kia đều bị nó nuốt vào trong bụng, không để lại một chút nào bên ngoài. Mãi cho tới lúc này, Phương Nguyên mới quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Vết thương trên người của hắn rất đáng sợ, bình thường rất khó thấy. Miệng của vết thương vô cùng lớn, trải rộng khắp người, ẩn hiện dòng máu màu tím nhuộm đỏ áo bào xanh của hắn. Còn muốn sống lại sao? sắc mặt của Phương Nguyên có chút dạng dẹo, hung hăng nhìn chầm chầm cốc vô tội kia. Coi bản lĩnh thì người sống lại trong bụng con cốc đi. Mà trong lúc Phương Nguyên không tiếc trọng thương, cố gắng tiêu diệt chí tôn Lâm Thần Đế, tiên hoàng cửu trọng thiên và kiếm thủ tại kiếm trì, cũng xong về phía chí tôn Hư Thần Đế và chí tôn Du Thần Đế. Bên người bọn họ còn có hai người cổ phương thánh nhân và kinh thiên thánh nhân. Bọn họ đều có tâm tư như Phương Nguyên biết đây là một cơ hội khó có, không ai muốn đánh mất cơ hội ra tay để mà đánh chết đối thủ. Chí tôn hư thần đế không kịp đào thoát, lại trở nên vô cùng hung hãn, đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu. Trong ánh mắt, ngưng tụ hắc ám ma tức vô cùng vô tận, sau đó một luồng quyết quang kinh thiên giọt về hư không. Quyết quang kia như là tên bắn về phía tiên hoàng cửu trọng thiên và cổ phương thanh nhân. Một tên này sẽ khiến cho tiên hoàng cửu trọng thiên và cổ phương thanh nhân tạm thời né tránh giúp hắn có cơ hội chữa thương tiên hoàng người lên đi nhưng mà cổ phương thánh nhân lại cắn răng quát chói tai muốn đón nhận luồng quý quan này tiên hoàng cửu trọng thiên vội vàng xoay người nhìn hắn một cái pháp lực của lão phu đã không còn nhiều rồi cổ phương thánh nhân trầm giọng quát khẽ trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ nhàng để cho ta đón một kích này của hắn cho vừa nói xong hắn đột nhiên xông ra ngoài trong tay cầm theo một đan lô thật lớn, quả diễm thiêu đốt hừng hực bên trong, không ngừng lớn lên. Chẳng ở phía trước luồn quyết quang kia, dũng hắn có thể né tránh, nhưng mà lại không tránh, mà chủ động nên đón. Dũng hắn chỉ có thể ngăn cản phần sức lực ở trước người của hắn, nhưng mà hắn lại cản thêm phần lực trước người của tiên hoàng cửu trọng thiên. Không biết tự lượng sức mình mà. Chỉ tồn hư thần đế, hung hăng, mắng một tiếng, xoay người rời đi. Cổ phương thanh nhân, dựa vào tu vi nỏ mạnh hết đạt của mình muốn ngăn cản một luồng quyết quan này đúng là không biết tự lượng sức mình tiên hoàng cửu trọng thiên có thể ngăn cản nhưng hắn lại không thể nhưng hắn vẫn cưỡng ép nên đón sức mạnh không đủ liền dùng pháp bảo ngăn cản tu vi không đủ lại mượn mạng đi tiếp đàn lô trước người của hắn đón nhận quyết quang kia liền bị xuyên thủng quả diễm bên trong bị nứt vỡ Quyết quang sau khi xuyên thấu đan lô lại tiến thẳng về phía trước Đầm xuyên thành một cái lỗ thật lớn trên người hắn. Nhưng mà cổ phương thánh nhân lại cắn chặt răng, thân thể trực tiếp dung hợp vào bên trong đan lô, khiến cho sức mạnh của đan lô đang bị tàn phá, nhảy mắt tăng vọt. Nó lại có thể phong bế luồng quyết quan vào bên trong đan lô. Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng mà luồng quyết quan kia quá thật là bị phong bế. Lúc này, tiên hoàng cửu trọng thiên cũng không quay đầu lại. Mày kiếm khoảng dựng thẳng, thân hình giọt lên không, trực tiếp giọt tới trước người của chí tôn hư thần đế không hề phòng bị mặt không chút thay đổi mạnh mẽ đánh một quyền trên mặt đất xuất hiện một cái hố to chí tôn hư thần đế nằm ở bên trong trên bề mặt da thịt đều có vết nứt tiên hoàng cửu trọng thiên không nói lời nào lại đánh tiếp một quyền sau đó lại là một quyền hắn một quyền tiếp một quyền giống như giả tỏi mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh pháp tắc vô tận và khí giận của tiên quy cửu trọng thiên. Sau khi chí tôn hư thần đế bị hắn đánh tới quyền thứ ba, đã sắp không còn sinh cơ. Nhưng tiên hoàng cửu trọng thiên vẫn liên tiếp đánh hơn 10 quyền. Mãi cho tới khi hố kia đã bị thành một cái hố sâu trăm trượng, thân thể chí tôn hư thần đế bị đánh thành quyết nhục. Quyết nhục lại bị đánh thành bột mịn, bột mịn lại hoàn toàn tan ra. Mỗi một tia pháp tắc thành hình đều bị đánh thành hư vô mới bằng lòng dừng tay. Thời điểm từng quyền hắn đánh chết chí tôn hư thần đế kiếm thủ tại kiếm trì đã chém ra một kiếm. Chí tôn du thần đế cũng sắp bị hắn lăng trì. Tiến đến cùng hắn là kinh thiên thánh nhân thân thể đã bị phá nát đang thoi thóp. Lam bào của tẩy kiếm trì bị xe rách kiếm trong tay cũng dở dụng lúc này lại dùng nguyên thần quá kiếm đường đường là kiếm thủ tẩy kiếm trì bình thường là người chú trọng phòng thái hiện giờ khuôn mặt lại hung hãn giống như là tên đồ tể giết heo mà ở một mảng ma tức hồ trên ngọn núi phía bắc thiên cơ tiên sinh ngồi xếp bằng trên thất tinh đài bởi vì tu vi quán không đủ cưỡng ép ngồi trên thất tinh đài khiến thân thể đã dần dần khô kiệt nhưng mà hắn vẫn mạnh mẽ theo dõi cuộc chiến ghi chép lại quá trình cuộc chiến bởi vì mạnh mẽ xem trận chiến khiến cho hai mắt đã đổ máu nhỏ xuống trên quyển trục trước người bút và mực hòa lẫn máu loãng để lại một hàng câu chữ hỗn loạn mang theo ấn ký màu đỏ dù danh dịch lâu dùng thân quá trời lại tế thân đổi lấy một đường sống cho thiên địa lôi lão quỷ lôi châu dùng thân tế đao hợp lực với phương nguyên thánh nhân mạnh mẽ chém chết chí tôn ngự thần đế bạch bào nhậm long đảm kết hợp phong lung linh giống tình đảo Tiêu Bá Ngọc, Đông Hoàng Sơn, chém chết, Chí Tôn Ly Thần Đế, Tiêu Bá Ngọc chết. Phương Nguyên Thánh Nhân, Mượn Lực Vô Danh Lão Nhân, chém chết, Chí Tôn Long Thần Đế. Lý Quân Thiên, Cửu Trọng Thiên, phối hợp với Cổ Phương Thánh Nhân, chém giết, Chí Tôn Hư Thần Đế, Cổ Phương chết. Kiếm Thủ Tại Kiếm Trì, Tùng Liên Hợp, liên kết với Kinh Thiên Thánh Nhân, chém Chí Tôn Du Thần Đế. Hắn gần từng tiếng cố gắng viết lại vô cùng rõ ràng còn viết xuống phương pháp chém như thế nào chỉ để cho hậu bối và người khai chiến ma tức hồ sau khi xem được bút ký ở trên quyển trục này có thể có thêm phương pháp đối phó hắc ám ma ngẫu giảm bớt đau khổ máu bên trong mắt chảy ra như nước mắt nhưng mà ngoài bút của hắn lại trở nên mạnh mẽ trên mặt lộ ra một nụ cười thập đại thần đế đã mất một nửa ai nói số mệnh nhân gian của chúng ta đã tuyệt rồi các bạn vừa nghe xong tập 186 Đại Kiếp Chủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.